Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết đã chính thức triển khai sử dụng nền tảng công dân số MyPortal tại địa chỉ http://công-dan-số.danang.gov.vn hoặc http://myportal.danang.gov.vn. Nền tảng này cũng có trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, sau thời gian sử dụng thí điểm, hiện nền tảng công dân số đã có hơn 240.000 tài khoản. Nền tảng công dân số bao gồm hồ sơ công dân số cho mỗi người dân, do người dân đăng ký và được hệ thống cấp phát tài khoản nhằm tích hợp đồng bộ, lưu trữ trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ công. Ngoài ra còn có tài khoản công dân số do công dân quản lý và sử dụng các dữ liệu này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc là không nộp thêm thành phần hồ sơ đã có. Mỗi người dân có một mã QR duy nhất theo chuẩn quốc gia. Các thông tin đã được mã hóa để người dân sử dụng trong các giao dịch dịch vụ công, như dịch vụ với chính quyền, doanh nghiệp, điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, ngân hàng, kiểm soát vào ra. Thông tin của người dân được bảo mật theo mô hình 4 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP, tương tự như các ngân hàng đang áp dụng cho khách hàng giao dịch thanh toán.